Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Một người Việt trung bình có khoảng 5,5 chỉ vàng, tương đương 33 triệu đồng. Thời báo Kinh tế Sài Gòn vừa đưa ra một vài thông tin vô cùng thú vị liên quan đến số lượng vàng mà người Việt đang nắm giữ. Bình quân mỗi người Việt Nam đang có gần 5,5 chỉ vàng, tương đương với 33 triệu đồng, bằng với chiếc xe máy thuộc nhóm có giá thấp nhất thị trường hiện nay. Thêm vào đó, tổng số vàng tiêu thụ năm 2023 là 55 tấn, có giá trị gần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này lại thấp hơn mức tiêu dùng cho việc mua sắm điện thoại di động của cả năm, ước tính khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Ước tính số tiền chi cho việc nhập khẩu vàng ở nước ta từ năm 1990 đến hết năm 2023 là khoảng 65 tỷ đô la. Tính theo giá vàng cuối năm 2023 thì giá trị 2.000 tấn vàng là 133 tỷ đô la. Nếu toàn bộ ngoại tệ dùng để nhập khẩu vàng được đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 20 năm, được coi là khoản đầu tư ổn định và sinh lời cao trong số các lựa chọn dự trữ quốc gia, giá trị tài sản của nền kinh tế Việt Nam đến cuối năm 2023 sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số 132 tỷ đô la. Thói quen nắm giữ vàng đã làm tăng đáng kể giá trị tích lũy so với việc chỉ dựa vào dự trữ ngoại hối. Năm 2023 là năm mà giá vàng ghi dấu ấn sâu đậm bởi những lần lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Giá trị vàng trong nền kinh tế Việt Nam vào năm 2023 tương đương với 32% GDP. Tuy nhiên, con số này lại chưa đến một nửa mức đỉnh điểm 72% vào năm 1991, thấp hơn đáng kể đỉnh điểm lần thứ hai vào năm 2009, 44%, và cao hơn đáng kể mức thấp nhất vào năm 2000, 20%. Mức của Việt Nam cao hơn 13,4% của thế giới, nhưng không bất thường. Ví dụ, con số ước tính vào năm 2023 của Ấn Độ là hơn 50% và của Trung Quốc là gần 11%. Lý do là GDP trên một người của Trung Quốc gấp 3 lần Việt Nam nên tỷ lệ chỉ bằng 1/3, còn GDP trên một người của Ấn Độ chỉ bằng khoảng 61% của Việt Nam, trong khi lượng vàng bình quân trên một người của ba nước là tương đương nhau. Vào cuối năm 2023, tổng số tiền gửi trong nền kinh tế bằng 126% GDP, giá trị thị trường cổ phiếu bằng 55% GDP, giá trị thị trường trái phiếu chính phủ cộng doanh nghiệp bằng 34% GDP, giá trị thị trường bảo hiểm bằng 8,5 GDP. Do không có số ước tính chính thức nên giả định một cách thận trọng rằng giá trị bất động sản ở Việt Nam so với GDP bằng một nửa bình quân toàn cầu ở mức 200%. Tính toán của Savills vào năm 2022 là xấp xỉ 400%. Lượng vàng ở Việt Nam đang là bao nhiêu? Cùng với Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia có truyền thống tích trữ vàng. Nói một cách khác, có niềm yêu thích với vàng. Một thống kê trên thời báo Kinh tế Sài Gòn cho thấy, sự phổ biến của vàng thể hiện rõ ở châu Á, nơi 13 nền kinh tế Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam chiếm 62% lượng vàng trên thế giới tiêu thụ từ năm 2010 đến năm 2023. Tiêu thụ vàng bình quân đầu người của 10 nền kinh tế ở các năm 2012, bình quân giai đoạn 2012-2023 và năm 2023 thể hiện. Bất chấp những biến động liên quan đến bất ổn vĩ mô, Việt Nam đứng thứ tư vào các năm 2011, đỉnh điểm bất ổn vĩ mô, 2012, năm ban hành Nghị định 24 và năm 2022. Bình quân giai đoạn 2012-2023, Việt Nam đứng thứ 6. Đáng chú ý là Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam đã giảm đáng kể, trong đó Việt Nam có mức tiêu thụ vàng tăng đáng kể từ năm 2022, nên vị trí trở lại thứ 4 và giảm xuống vị trí thứ 5 vào năm 2023. Xếp trên Việt Nam năm 2023 vẫn là ba nền kinh tế lớn hơn từ một thập niên trước đó là Hồng Kông, Singapore và Thái Lan cộng với Trung Quốc.
bình quân giai đoạn 2012-2023 tiêu thụ vàng bình quân trên người của Việt Nam hàng năm là 0,66 gram, thấp hơn một chút so với mức 0,67 gram của Trung Quốc và cao hơn mức 0,57 gram của Ấn Độ. Con số của Việt Nam và Trung Quốc tương đương với mức bình quân của 7 nền kinh tế trong khu vực có mức tiêu thụ vàng lớn gồm Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Vào năm 2023, với mức tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam là 0,55 gram, ở mức chung của các nền kinh tế trong khu vực như Trung Quốc 0,64 gram, Thái Lan 0,6 gram, Hàn Quốc 0,53 gram, Ấn Độ 0,52 gram, Malaysia 0,5 gram, Sri Lanka 0,47 gram và Đài Loan 0,47 gram. Lịch sử mỗi nền kinh tế thăng trầm khác nhau. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy số vàng bình quân đầu người trong nền kinh tế Việt Nam có những khác biệt so với các nền kinh tế khác. Có thể suy tính lượng vàng trong nền kinh tế Việt Nam từ số liệu của Ấn Độ và Trung Quốc. Vào cuối năm 2023, lượng vàng bình quân một người ở Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 20,31 gram và 20,05 gram. Như vậy, khả năng cao là lượng vàng bình quân một người ở Việt Nam khoảng 20 gram. Với dân số 100 triệu người vào cuối năm 2023, thì tổng lượng vàng trong nền kinh tế của Việt Nam là 2.000 tấn. Lượng vàng ước tính ở Việt Nam hiện nay chiếm gần 1% tổng lượng vàng hiện có trên thế giới, tương đương 212.000 tấn. Với dân số chiếm 1,23% toàn thế giới, thì lượng vàng bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn bình quân toàn thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Nhà nước, từ năm 1998 đến tháng 11 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu vàng, bạc, trang sức, đá quý tương đương 577 tấn vàng, bằng 32,2% lượng vàng tiêu thụ, theo thống kê của WGC trong cùng giai đoạn. Giả sử thận trọng là có khoảng 32,2% lượng vàng tiêu thụ ở Việt Nam, theo thống kê của WGC đã được đưa ra khỏi Việt Nam, thì số vàng trong nền kinh tế Việt Nam vào cuối năm 2023 là từ 1.704 đến 1.924 tấn. Giá trị vàng, bạc, trang sức, đá quý xuất khẩu từ năm 2011 đến năm 2023 tương đương 211 tấn vàng, bằng 25% tổng lượng vàng tiêu thụ tại Việt Nam, theo số liệu của WGC. Tuy nhiên, phần lớn là đồ trang sức có giá trị cao hơn so với vàng nguyên chất. Thêm vào đó, còn có các sản phẩm khác. Theo ước tính của Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, lượng vàng nguyên liệu làm trang sức xuất khẩu từ năm 2012 đến năm 2023 vào khoảng 80 tấn, tương đương khoảng 10% tổng lượng vàng tiêu thụ mà WGC ước tính. Giả sử số vàng chảy ra khỏi Việt Nam là 25% so với số tiêu thụ ước tính của WGC, thì số vàng trong nền kinh tế Việt Nam vào cuối năm 2023 là từ 1.850 đến 2.070 tấn. Như vậy, lượng vàng trong nền kinh tế Việt Nam với những ước tính nêu trên dao động từ 1.704 đến 2.576 tấn. Tuy nhiên, khả năng hội tụ quanh mức 2.000 tấn như so sánh với các nền kinh tế châu Á nêu trên. Tăng nguồn cung vàng để kiềm chế những đợt tăng sốc. Sau phiên lập đỉnh lịch sử lên 85 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 12 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ triển khai ngay các giải pháp thực hiện tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với thế giới. Chia sẻ với báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, gần đây, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao so với quốc tế. Để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại trên toàn quốc vào các năm 2022-2023. Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 160/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2024,
Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay các giải pháp thực hiện tăng cung đối với thị trường vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với thế giới. Tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng, trang sức mỹ nghệ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.